Chứ nếu mà chỉ đơn thuần là đánh giá dựa trên kết quả thôi thì nó lại khá là đơn giản, nó lại khá là đơn giản, này không có gì phức tạp cả. Giao việc xong đó thì cứ đủ việc thì thôi, nó ngủ ở nhà cũng được, thì lại rất là đơn giản. Thì đấy là một cái bản báo cáo công việc và lịch tuần của mình cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái kế hoạch về sự kiện. Khai trương mình nhiều lắm, mình vô cùng nhiều kế hoạch. Ví dụ như là đây là một cái cửa hàng. Đấy. Bây giờ mình muốn khai trương một cửa hàng thì mình sẽ gồm những cái việc như nào? Thì đơn giản thôi, lập ra kế hoạch đề mục công việc. Đấy. Thuê âm thanh ánh sáng, người mẫu, máy chiếu, rồi hoa huyết, người nổi tiếng, khách mời, thiết kế, vân vân. Sau đó mình dự trù kinh phí, lên kịch bản chương trình. Hồi xưa ấy, mình làm cái bản này mà mình ngày xưa mình làm thời trang ấy, mình khai trương những cái cửa hàng rất là thành công, đông lắm, đông khủng khiếp luôn. Đây là cái chương trình, cái này là cái mình khai trương hồi ở Tràng Tiền năm 2015 à 2014. Bây giờ mọi người làm khai trương cửa hàng nó cũng kém đi rồi đúng không? Đang dịch này cũng ít, mới lại bây giờ nói chung là người ta chuyển sang buôn bán online nhiều, thế em thấy doanh số online nó tăng trưởng mạnh, truyền thống nó cũng mấy năm nay thì ít. Thế nhưng mà nếu mà mọi người mà mở chuỗi thì mở chuỗi offline thì mọi người cũng phải phải có kế hoạch ấy chứ, phải có kế hoạch khai trương cho cửa hàng chứ, kế hoạch chương trình bán hàng chứ. File nó toàn file lỗi này này. Trên iCloud. Trên iCloud chưa tải về. Biểu tượng đám mây gì đây là phải về. Đúng.
khiêm. Còn 10 năm trước, đây là cái cửa hàng khai trương trong Royal City này, cửa hàng thứ năm từ năm 2012 này, 10 năm trước vẫn còn trong máy, quá nhiều. Bây giờ mọi người cần cái gì nhất? Nếu mà kế hoạch công việc hoặc kế hoạch kinh doanh thì mọi người đang cần cái gì nhất? Có vẻ bây giờ mà giới thiệu khai trương cửa hàng thì mọi người không hứng thú lắm. Đây mình sẽ cho một các bạn xem một cái bản gần nhất mình làm là kế hoạch livestream nhé. Livestream là kế hoạch bán hàng trên fanpage. Hoạch doanh số lương thừa. Kế hoạch mở Shopee. Đây là một cái bản, đây là cái bản chỉ số của sale nó chạy doanh số của mảng thời trang. Đấy, bản này. Như là doanh thu từng tháng đây. Đấy. Doanh thu từng tháng đây. Doanh thu theo tuần này, doanh thu theo ngày này, doanh thu theo đơn này, số đơn này, số đơn trên tháng, số đơn trên ngày, các chỉ số giống như bạn Hạnh làm này, số lead này, đấy, số tin nhắn này, chi phí cho tin nhắn này, chi phí quảng cáo trên doanh thu đây. Đấy, đấy là về chỉ số quan đầu tiên này, số lượng hàng hóa số lượng hàng hóa dự kiến này, doanh thu tham khảo những tháng trước này, kế hoạch ra mắt bộ sưu tập này, các chính sách bán hàng cập nhật này, cái này là mảng làm thời trang, chương trình khuyến mại này, đây marketing thì ra mắt bộ sưu tập nào này, theo dòng thời gian này, yêu cầu về media hình ảnh banner này, cũng nói chung là cũng là cái kế hoạch dạng ấy thôi. Dạng dạng theo thời gian hàng ngày à, ai làm gì, cái con này thì đẩy lên base là xong đúng không? Thế còn Excel thì nó chỉ được thế này thôi, ngày xưa làm được Excel cũng đã là rất là kinh khủng rồi, nhưng bây giờ nó có base thì nó nhàn hơn. À, xong đó đến kế hoạch sản xuất hàng hóa này, à, mỗi một ngày phải ra cái sản phẩm gì, ngày nào để phải ra này, mức giá là bao nhiêu này, tính theo giá bán, giá vốn này, lợi nhuận này, phân tích về chi phí về lợi nhuận này, lịch làm việc này. Đó. Nói chung mình cũng về Excel ấy, với lại về kế hoạch thì mình rất là mạnh.
mình có khả năng tư duy được các cái form biểu mẫu tốt nhưng mà cũng 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 chưa phải là quá xuất sắc. Đấy, sẽ cần phải làm kỹ hơn. Đây là cái doanh số của các cửa hàng ngày xưa. Số các cửa hàng từ hồi lâu lắm rồi. Chục năm trước rồi. Đây là một cái bản kế hoạch về thời trang, mình khởi nghiệp cho các bạn thời trang. Mình làm bằng mind map khá là chi tiết. Nên bản này mình đã gửi cho mọi người chưa ấy nhỉ? Hay là mọi người đã được phân tích chưa ấy nhỉ? Bản này mình làm mất khoảng 1 tiếng. Bản này chưa gửi đâu thầy ơi. Đã phân tích chưa? Đã giảng chưa? Hình như là có rồi thì vậy. À, ok. Đấy thì cái buổi hôm nay là nói về cái việc là hướng dẫn lập một cái kế hoạch công việc tuần cũng như là công việc cá nhân và kiểm soát ấy, thì mình cũng cho các bạn xem các file. Tuy nhiên thì mọi người cũng không có câu hỏi gì cũng như là Đấy, cái file mà thầy bảo thầy gửi cho em check mail lại không thấy có nhỉ? nó ở trong cái folder. Em nhận được cái mail ấy chưa? Em nhận được cái mail của cái folder khóa học chưa? Em cũng không để ý, để em check lại xem. Thế thì ấy đi, thế thì ấy đúng Ở trong trong phần học liệu á, em thấy trong phần học liệu á, rồi, trên đây cũng up khá nhiều. kế hoạch về chi phí marketing, kế hoạch bán hàng với lập kế hoạch thực chất content marketing. Thầy gửi file ở đây có đầy đủ lắm, em thấy rất là đầy đủ. Vấn đề là mọi người có cần có cái tư duy làm ấy. Còn file thì thực ra là nó chỉ copy của người này người kia nên file nó cũng nhiều mà. Nhưng cái quan trọng mình nói là cái tư duy làm ấy. Thì cái tư duy làm đặc biệt là Excel ấy, các bạn cũng phải học một chút. Thì khi mà cái người mà làm Excel giỏi mà có cái khả năng làm Excel tốt ấy và có cái tư duy về logic công việc ấy thì mình sẽ xử lý được hết các loại kế hoạch hay là các loại văn bản. Ví dụ nhé, đây là mình giao việc cho nhân viên ấy, các bạn bán hàng cho fanpage này. Đấy, mình phân tích này. Đấy, tình hình trên fanpage này. Đấy, đưa ra chương trình này, chạy các mã hàng này, giảm giá bao nhiêu này. Đấy, các loại page. Thì Word được, Excel cũng được, PowerPoint cũng được, Google Calendar cũng được. Trello free cũng được. Hoặc là bán một cái sản phẩm đây này. Men Booster Coffee, tức là đây là một cái loại thực phẩm chức năng. Cà phê sinh lý, thế nào gọi là cà phê sinh lý, tức là nó uống như cà phê, có mùi thơm của cà phê nhưng mà nó lại có cái tác dụng là tăng cường sinh lý. Thì mình cũng viết một cái kế hoạch sơ bộ đây. Doanh thu 10 tỷ này. Hồi tháng 1 năm 2021 vừa mới năm nay này. Đấy. Cũng đưa ra một số các chỉ số về mặt doanh thu, chi phí marketing, chi phí in-house, chi phí làm thương hiệu, đơn hàng vân vân. Rồi CPL tức là chi phí trên mỗi một lít. Dự kiến là 150.000. Thu được bao nhiêu lít vân vân, tỷ lệ chuyển đổi ước tính là 35%, phân tích sản phẩm, phân tích thị trường này. Phân tích nhóm khách hàng,
các thông điệp marketing đi kèm. Đấy. Phương án triển khai này, nhân sự tuyển mấy người này, làm gì này, chạy quảng cáo chiến dịch như nào này, xây dựng thương hiệu này, sau đó thì sẽ phải có kế hoạch hành động đây, website làm gì ngày nào này. Cái này nên nên làm bản Excel sẽ tốt hơn bản Word. Hình ảnh, chi phí thiết kế, quay video, làm logo bao bì nhãn mác, lên chương trình VTV. Đấy, lấy logo chạy, mua bài PR chạy, ký hợp đồng vân vân, chạy các link, đăng bài trên sàn. Kế hoạch hành động đây, từ tháng 5 làm gì, tháng 6 làm gì, từng tuần làm gì đây. Chi phí dự kiến đây. Đấy, cái này cũng mới chỉ dừng ở mức ý tưởng thôi, để cho các sếp duyệt. Từ đấy sau đấy là phải biến nó thành các cái chi tiết. Nói chung là mình dành rất nhiều thời gian cho việc lập kế hoạch, đi tư vấn mà. Viết kế hoạch, sau đó là tuyển người, sau đó là chạy. Bên khác. Và toàn các kế hoạch này toàn là các kế hoạch thật luôn, vì là toàn là kế hoạch của doanh nghiệp, đấy, của các dự án. Đấy, hoặc là kế hoạch về content và KPI content này. Đấy, thì cái bản này Hạnh có thể xem thêm này, mô tả công việc hàng ngày này, cho web này, cho page này, sản xuất video này, đấy, các loại series này, hình ảnh này, kênh YouTube thì đăng gì này, mỗi ngày mấy bài này, view dự kiến này, sub dự kiến này, group kín đăng bài truyền thông nội bộ này, truyền thông nội bộ với mục đích gì này, chúc mừng sinh nhật vân vân này, Zalo công ty làm gì này, chăm sóc khách hàng làm gì này, thiết kế sản phẩm mới này, PR báo chí này, sự kiện này, biển quảng cáo này, quảng cáo trực tuyến Google này, chạy Facebook này, là chi tiết, các chỉ số đo lường này đó. Thì một cái bản này các bạn có thể xây content, ý là xây content KPI cho nhân viên dựa trên những bản này cũng được. Tất nhiên là phải chi tiết hóa nó ra một chút. Tại vì mình viết theo kiểu viết để dạy mọi người cách làm.